thấy là em cũng là một người khá là cá tính, năng động, có cá tính kèm theo cái tính thông minh. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Xin kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Vương Trần Minh, năm nay 33 tuổi, ở phường 2 thành phố Sóc Trăng. Mình đang quản lý một nhà sách. Giọng trầm đặc biệt quá ha. Rồi chào bạn nữ, bạn giới thiệu về mình. Em tên là Quyên, quê ở Nghệ An và hiện tại em đang là giảng viên của trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Vậy người Hậu Giang. Người Nghệ An. Không, làm việc ở Hậu Giang. Làm việc thì tại Hậu Giang, người nhưng thì... mà quê thì Nghệ ở An. Nghệ An. Nhưng mà mình xuống dưới làm việc ở dưới Hậu Giang bao lâu rồi? Em vào đây là được 9 năm. Hậu Giang sát bên Sóc Trăng. Em bước ba bước qua tới. Đúng rồi, bước một bước qua Sóc Trăng thôi. Bạn gái, bạn có ngại ngùng gì vùng miền không? Em thì em không có ngại về vùng miền anh ơi. Nhưng mà khi em vào đây công tác thì có vẻ như người ta cũng rất là sợ khi phải đi xa xôi về đến ngoài đấy để cưới vợ ạ. Bạn có ngại điều gì không? Em cũng không có đặt nặng về vấn đề vùng miền. Có nghĩa là không công việc vùng miền thì em có khả năng thích nghi với điều đó. Khi mà tình yêu đủ lớn thì chẳng có gì là xa xôi hết á. Mình có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân mình. Điểm mạnh của bạn là gì? Em cũng biết hát, cũng hay hát hò. Thì đến với chương trình đương nhiên phải có một cái món quà tặng cho chương trình đúng không? Dạ. Em xin được hát bài Ai Vô Xứ Nghệ ạ. Vâng. Ai đi ra nơi đây xin chân dừng xứ Nghệ, nghe câu hò vị dặm càng lắng lại càng sâu, như sông Lam chảy chậm đầm bao thổ vui sâu. Ai ơi ca xứ Nghệ càng mặn lại càng giòn, nước chè xanh xứ Nghệ càng chát lại càng ngon. Tính xứ Nghệ không mau nhưng bén rồi mà sâu lắm, quen xứ Nghệ quen lâu càng tình sâu nghĩa nặng. Dạ em xin hết ạ. Bạn nam cảm nhận giọng hát của bạn nữ như thế nào? Giọng hát các truyền cảm chị. Nghe cái câu hò ví dặm thân thương làm sao ấy. Bạn trai đối đáp là một bài miền Tây đi. Trời ơi, giọng Tây ấm hay là hát hay lắm á. Thật sự em không có cái năng khiếu mà ca hát. Nhưng mà em cũng có chuẩn bị. Xin phép là em phải nhìn thấy em mới ca. Rồi. Ở dưới Sóc Trăng có bài hát nổi tiếng đó bạn. Sóc Sờ Bay. Sóc Sờ Bay Sóc Trăng thì em không thuộc được ạ. Em thì cái bài hát mà Yêu Em của Lê Hữu Hà em rất là thích. Rồi. Yêu em vì ta chán người, yêu em vì ta chán đời, yêu em vì ta không tin ở trời. Rồi xong, bỏ qua. Khó quá, bỏ qua. Để bạn nữ nói cảm nhận nè. Tưởng ơi. Sao nghe hát mặt căng quá vậy em? Em đang cố gắng để em cảm nhận cái hay trong cái giọng hát đúng của rồi. Anh ấy ạ. Dạ, và em cảm nhận được gì? Và em thấy anh ấy đã có sự cố gắng hết sức. Chị Tường vẫn đang thắc mắc một điều. Lý do tại sao bạn lại ế? Chắc có lẽ là do em cũng khá kén chọn. Muốn có một người đàn ông vừa là người đàn ông của xã hội nhưng mà là người đàn ông của gia đình. Chắc có lẽ là hội tụ quá nhiều yếu tố cho nên là tìm khó. Mình hội đủ điều kiện mà người đàn ông xã hội thì có. Và cộng kèm theo luôn là trách nhiệm với gia đình cao hơn so với đàn ông xã hội. Em nói một chút về kinh nghiệm tình trường của em. Ngành nghề của em thì tiếp xúc giáo viên rất là nhiều. Thì cũng gặp một cô bạn cũng là giáo viên, quen nhau cũng được khoảng 3 năm. Rồi sau thời gian cô bạn nói tính không hợp tuổi như thế nào đó, người ta cũng có gì đó. Và cho nên người ta nói mình không phù hợp. Bạn đã thật sự muốn lập gia đình chưa? Hiện tại thì em rất muốn ạ. Bạn muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Năng động, có cá tính kèm theo cái tính thông minh để hỗ trợ cho mình sau có lập nghiệp riêng. Em thấy là em cũng là một người khá là cá tính. Trong công việc hay là trong cuộc sống thì em luôn muốn là mình là một người phụ nữ phải biết làm mới cuộc sống cho mình. Em cũng rất là ngưỡng mộ chị Tường về cá tính của chị. Cảm ơn chị. Cá tính lắm em. Dạ. Dạ. Anh Linh ơi, nhưng mà em cũng rất là ngưỡng mộ anh ạ. Khen vậy được chưa? Vừa lòng chưa?
Em thì em cũng hơi hay đọc tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì cũng là cô giáo dạy bên văn học. Rất là thích một cái tác phẩm nổi tiếng của thế giới, đấy là Cuốn Theo Chiều Gió đấy ạ. Là rất là thích cái nhân vật Red trong cái bộ phim đấy. Red Butler, chị cũng mê lắm. Vâng, anh đấy rất là đáng yêu. Vừa là tài ba, thông minh, mà lại là một con người yêu mà chắc lẽ là chỉ dùng cái từ là tuyệt vời thôi chị. Một chút xíu nữa ngôn tình mở màn lên mà gặp ảnh, nếu ưng ý là phải nói những câu ngôn tình cho anh về đội của mình. Không biết là em có đủ khả năng không chị? Được, chị thấy em dư khả năng. Có cái điểm nào em không thích ở người phụ nữ không? Có điểm nào em không thích ở người đàn ông không? Gia trưởng, tính toán, chi ly, keo kiệt, ki bo với phụ nữ. Có vậy không? Dạ, gia trưởng thì em không có. Chị Ly, em là lĩnh vực kinh doanh thì phải có điều tính, chi tính trong đó. Ăn cho buông so. Ăn cho buông so. Cái nào là cái nấy. Và cái tính keo kiệt em không có. Dạ. Dân miền Tây không ai keo kiệt hết em ơi. Phải không? Tây, nhưng mà bạn gái này thích ngôn tình, anh có lãng mạn không? Em cũng hơi lãng mạn tí. Thì sau khi làm việc cầm xe Honda chạy xuống biển Bạc Liêu ngắm biển mặt trời mọc, mặt trời lặn. Bạn nữ bên đây á, rất là chín chắn, cá tính và bản lĩnh. Thế bạn đã chuẩn bị những gì để mà thuyết phục cô ấy về làm vợ mình chưa? Về cái bao ni lông nữa hả? Sẵn rồi đó. Hồi nãy như câu hát của bạn đó thì có cái chè đắng thì chè đó, xanh xứ Nghệ nước chè xanh xứ Nghệ. Thì hôm nay em có cái đặc sản này hòa chung với cái bát chè đắng đó sẽ nó là dung hòa trở lại. Uống trà xứ Nghệ ăn bánh bía Sóc Trăng được, cũng hợp lý. Hợp lý. Đến qua xem mặt đàn gái coi sao. Dạ. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, gái xứ Nghệ. Dạ. Xinh quá. Xinh không? Cảm ơn anh ạ. Đồng tiền dễ thương quá. Rồi anh khen vậy em cười hoài mất. Em làm dâu miền Tây được không? Cái này em thấy nó cũng hơi khó đấy ạ. Bởi vì là cái món ăn mà khi em nấu anh, hai cô ở trong phòng, cô mà có người yêu miền Bắc ăn thì khen ngon thế, mà cô có người yêu miền Nam lật xề đi bảo mày nấu món gì mà thấy ghê. Vậy là tại em, anh hiểu rồi. Em ở Hậu Giang rất lâu rồi. Em cũng phải tập nấu một vài món nào đó thuộc miền Tây Nam Bộ, ví dụ canh chua, cá kho tộ chẳng hạn. Cá kho tộ thì em được, nhưng mà cái món canh chua em nêm hoài nó không ra, bởi vì là em không mạnh tay để cho đường vào. Miền Tây là phải đường. Tập em cứ về em nấu miếng lương hoài ăn sao nổi. Miếng lương này ăn ngon lắm. Nhưng về Sóc Trăng có em, mình cái phải tính lo. Hả? Dạ vâng. Rồi, mình không thích cái gì ở người đàn ông? Hút thuốc, nhậu nhẹt quá nhiều, tìm chồng nhưng mà là mình tìm cha cho con của mình. Cho nên một cái người chồng của mình cũng phải là một cái người mà sau này để biết mà dạy và yêu thương con và nghĩ mọi thứ cho con của mình. Nãy em không nói cái này để chị hỏi. Cái đó bạn yên tâm bạn ơi, mình không hút thuốc, cũng tùy theo đối tượng khách hàng mà mình ngoại giao, mình cũng biết chừng mực. Nói chung có uống chút chút mà không có nghiện. Uống là biết đường về là được ạ. Được. Mỗi năm về quê mấy lần? Dạ, Tết năm nào em cũng về. Tết năm nay về với anh này nha. Dạ, em hy vọng là như Tết thế. Tết bánh bía về thăm Nghệ An, xong Nghệ An đem... Cho mình hỏi bạn về bằng tàu quả hay là bằng máy bay à? Dạ, hỏi chi cái này? Để em biết, hồi đó giờ em chưa đi tàu quả, muốn đi tàu hỏa. Tháp tùng của bạn này về Nghệ An. À, muốn đi tàu hỏa hả? Dạ. Xin xịt, xin xịt là có nhiều thời gian tâm sự lắm, cũng thôi. Được. Nói chung á là bằng mọi phương tiện mình phải về Nghệ An bạn nhé. Nghệ An đẹp lắm. Nhà gái có đi theo ai mà hỏi thêm ý kiến vài người nữa? Em là em ai? Đi với các chị đồng nghiệp. Dạ, chào bạn Quỳnh Liên và bạn Cát Tường. Dạ, Quỳnh Liên xin chào chị. Chị thấy anh bên đó như thế nào? Thấy được đó Quyền, cào gáo lớn. Cũng mong hai bạn hẹn hò với nhau để tìm hiểu nhau coi dài hay ngắn. Ủa, cái gì dài hay ngắn chị? Cái thời gian quen nhau dài hay ngắn? Bây giờ quyết tâm nha, bằng mọi giá mình chinh phục dài hay ngắn. Cũng cố gắng. Mạnh dạn lên. Anh bên đây cũng dễ thương, hiền lành lắm. Nào, gặp gỡ đi. Em chào anh. À, chào bạn. Ủa, anh này cao ghê nha. Bánh bia á. Mình cũng có một món quà để tặng bạn là ân tình Sóc Trăng. Dạ, anh cảm ơn anh. Em gái biết bánh bía Sóc Trăng không? Dạ biết ạ. Ngon không? Dạ ngon. Đặc sản Sóc Trăng đó. Dạ vâng, em biết. Anh nói về mảnh thôi. Anh cảm nhận như thế nào về lần đầu tiên gặp em? Anh thấy em thì rất là xinh. Nãy giờ anh nhận xét cái giọng nói ra, anh cũng suy đoán được là một người cũng rất là cá tính. Còn em như thế nào? Em thấy anh là một người khá là chững chạc. Thứ hai nữa là cái kinh doanh của anh ở đây thì nó lại liên quan đến bên giáo dục. Cho nên là em nghĩ anh cũng là một người đàn ông của gia đình. Nhưng mốt em dạy khỏi mua sách, mượn sách nhà sách. Trong nhà sách mình rất là nhiều về cái tiểu thuyết ngôn tình. Chuyện ngôn tình nào hay nhất nói một câu nghe nó đã lỗ tai. Cái ngôn tình đó em không có nghiên cứu nhiều anh.
Bắt đầu mai về học nha. Rồi chúng ta nói về tương lai đi. Bây giờ anh có gì trong tay để có thể lo toan cho cái gia đình của mình chưa? Cái đó thì mình có khả năng mua được nhà. Nhưng mà hiện tại thì mình muốn phát triển kinh doanh về đầu tư cho mình riêng. Thì hiện tại mình chưa đầu tư vào nhà cửa. Mình cũng là tự lập từ bé, cũng nấu ăn được. Hồi nãy là bạn nói là nấu những món ăn của người miền Tây không được. Thì cái đó thì mình sẽ hỗ trợ cho bạn. Vậy là anh cũng giống em thì cũng khá là tự lập. Bây giờ mỗi người dành cho nhau một câu ngôn tình xuất phát tận trái tim của mình, xem giây phút này mình đã có rung động gì chưa. Chỉ lần đầu gặp anh ngỡ như đã quen từ lâu. Chỉ lần đầu gặp anh ước mong được gần anh mãi. Quá đã, nó ngọt như là dòng sông Hậu vậy đó bạn. Thì em thì chắc em dở về cái này. Cho nên là chỉ thuyết phục về tấm lòng của người miền Tây. Thì mình chỉ mong bạn sẽ về miền Tây với mình. Và cố định với ở miền Tây. Em nghĩ là cả anh và cả em, chúng ta cho nhau cơ hội để chúng ta có thể tìm và hiểu nhau hơn. Vậy là mình bấm nút với em. Hả? Tay vào nút nha. Người miền Tây thật thà lắm bạn nữ à. Không có bề ngoài nhiều lắm, nhưng mà trong tận sâu thẳm trong lòng á, họ rất là chân chất thật tình. Có sao nói vậy người ơi ha. Anh này coi được đó, Nghệ An, Sóc Trăng coi có kết duyên được hay không. 1 2. Muốn vợ lắm. 3. Không sớm quá vậy. Hả? Lo không? Bạn lo không? Cũng đang lo lắng. Hãy nắm tay để cảm nhận Nghệ An thế nào đi. Xứng đôi, xứng đôi. Cảm nhận như thế nào em? Anh nghĩ anh ấy đang run. Hình như là tim anh cũng đập thình thịch. Hãy giữ lấy những gì mình đang có. Đừng để đánh mất tất cả những gì mình chưa có. Sao anh không hiểu gì vậy? Anh nói lộn. Cảm đây, anh Quỳnh. Những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh, trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Rồi, đưa bạn gái đi xem phim đi bạn. Dạ. Em là một người suy nghĩ rất là lạc quan, hơi rụt rè trước đám đông. Bạn gái của em là cũng không có nên là xe xua đua đòi gì hết. Cặp đôi đầu tiên, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Họ đã đồng ý hẹn hò và cầu mong những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với họ trong một ngày gần nhất quý vị nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi bạn. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào bạn. Dạ, thì em là Diệp ạ. Và em đến từ Đồng Nai. Năm nay em 26 tuổi. Em là nhân viên IT của Viễn thông Đồng Nai ạ. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên đó. Em tên là Trần Đức Hiếu. Năm nay em 29 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Long Khánh, Đồng Nai. Đồng Nai luôn. Dạ. Công việc hiện tại của em đang là nhân viên thiết kế cộng kỹ thuật, làm bên bóc ví nữ thời trang á chị. Thiết kế luôn hả? Ô vậy là rất hợp với IT rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là bao lâu? Dạ mối tình gần đây nhất của em là 1 năm rưỡi. Dạ bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một cái cuộc tình mới chưa bạn? Dạ em chuẩn bị sẵn sàng. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng 1 năm chị. Ý bạn gái sao? Em gia đình thì cũng có dục, nhưng mà trong thời gian 1 năm thì được ạ. 1 năm là được ha. Dạ. Điểm mạnh của bạn là gì? Em là một người suy nghĩ rất là lạc quan, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống ạ. Tốt. Có cái nỗi buồn gì ạ thì em cũng suy nghĩ nó theo hướng tích cực lên. Em là một người biết nấu ăn. Dạ. Điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là hơi rụt rè trước đám đông. Không, thấy nãy giờ rất là tự nhiên, rất là thoải mái. Chị thấy em rất là xinh. Em có bao nhiêu mối tình rồi?
À, em trải qua 2 mối tình rồi ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Mối tình gần nhất thì em chia tay được 1 năm rưỡi ạ. 1 năm rưỡi? Dạ. Và tại sao 1 năm rưỡi nay là không ai đeo đuổi mình hả? Thì cũng có nhưng mà chắc là chưa hợp. Mình có dạ. Kén chọn quá không? Mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Về ngoại hình thì cao từ 1m68 trở lên. Dạ, về cân nặng thì từ 58 trở lên, 58kg trở lên ạ. Bên kia cao được nhiêu vậy anh? Dạ 61. Gì? 1m61. Cân nặng nhiêu? Chắc cũng cỡ 40 mấy. Ủa là cái anh đó anh không trả lời được hay sao vậy mà anh Huyền Linh phải trả lời thế vậy? Anh rung quá, anh ngồi im ru, tôi thế tôi đàn trai được không? Alo, 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 bạn ơi. Dạ, dạ em nghe chị. Trả lời bạn gái đi. Dạ, đúng y như là anh Linh nói chị. Rồi sao, chịu không? Sao chịu vậy? Chịu, chịu gì à? Dạ, để em suy nghĩ lại ạ. Đúng là tại em cũng... ham mê sắc đẹp. Em cũng hơi thấp á. Dạ, em được 1m52 à. 1m52, ta 1m53 được rồi. Yêu cầu chỉ tới 1m68, 1m70 chứ vậy. Hả? Tại em muốn sau này con em được cao á anh. Em cũng ví dụ giờ mà người ta 1m55 mà người ta yêu em nhiều lắm em chịu không? Dạ để em suy nghĩ thêm ạ. Suy nghĩ thêm hoài. Bây giờ rốt cục là mét bao nhiêu? Sao mới 1m62 giờ xuống 1m55 rồi? Bắt buộc em phải 1m62 trở lên hả? Không ạ. Phải 1m68 trở lên ạ. Hèn chi ế. Và bạn trai bên đó muốn người bạn gái như thế nào? Người bạn gái là cao khoảng 1m50 thì đến 1m55 thôi chị. Thấy chưa? Ta khiêm tốn chưa? Thì bạn gái của em là cần là biết nấu ăn chị. Cũng không có nên là xe xua đua đòi gì hết. Bạn ghét nhất điều gì ở người bạn gái? Dạ ghét nhất là... đòi hỏi chiều cao. Dạ bạn gái là đừng nên ăn chơi đua đòi vậy chị. Rồi không nên lèo lẹt quá. Bạn có tật xấu gì không? Hay nóng tính chị ơi. Thì đôi lúc lâu lâu là em hơi bị ấy ấy xíu. Khiên khiên. Sao này căng rồi nha. Ấy ấy là sao em? Có nghĩa là trong công việc á là mình muốn cho nó thoải mái chị. Thì mình đùa giỡn rồi mình... chúng mình pha trò á chị. Hay giỡn chút xíu đó. Còn bình thường là em là người... không có bị... về não cái gì. Cái gì vậy? Bị cái gì? Em là người bình thường, 100%. Ủa vậy là mình bình thường là nó không có bình thường hả? Dạ em chào chị. Đứng lên coi cao mét nhiêu. Không em. Mình ngồi đó, thấp mình chịu. Thì sao giờ muốn vợ không? Cứ ngồi đó cho anh, bản lĩnh đàn ông đâu. Đừng có đứng lên. Muốn vợ hay không? Đó phải là cái tội. Đúng không em? Dạ anh Linh nói thì nói nhưng mà em phải có cái lập trường riêng của em nữa. Là vậy em đứng lên. Đó, thấy chưa? Vỗ tay, đó. Vậy mới có vợ được chứ, đúng không? Cũng đâu có lùn đâu, cũng vừa vặn mà. Thịt bò chắc rồi vậy, được rồi. Thích chắc 10 cái đi. Dạ cái đó thì em thua rồi chị. Sao vậy? Có. Tại vì sáng nay em làm đi xe. Tất 10 cái không nổi là sao làm gì ăn gì được trời. Làm tiếp đi đó, nghe lời chị làm tiếp đi. Tất 10 cái hả chị? Cảm ơn. Đây nè, đi đâu nữa, khỏi khi... Ở đây hả chị? Ừ. Đếm đi quý vị. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Xùi. Được, nó nghe nè. Có chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Tổ chức đủ chưa? Dạ đủ. Về ở đâu? Dạ thì ban đầu á thì mình về ở với ba mẹ trước. Rồi sau đó là mình ổn định xong rồi bắt đầu gỡ riêng chị. Khỏe lắm em ơi. Được đó em. Em thích những người đàn ông mạnh mẽ. Đúng rồi. Dạ. Em chào anh. Chào em. Dạ. Xinh không? Quá xinh. Làm được dâu không? Được không? Dạ vấn đề làm dâu thì đó không phải là vấn đề khó khăn ạ. Em được. Thích điều đó. À em muốn người chồng của mình phải chăm sóc mình như thế nào? Trong công việc thì em không nói nhưng khi về gia đình á thì công việc vứt hết đi, quan tâm và chăm sóc gia đình thôi ạ. Sao anh? Được, anh thấy ổn đấy. Mình giao lưu với người thân để xem họ cảm nhận thế nào về đối phương của mình kia ha. Em đi với ai? Dạ em đi với 2 bạn thân của em. Mời bạn thân. Dạ chào anh Nguyễn Linh với lại chị Cát Tường. Bạn em là người như thế nào? Dạ thấy bạn cũng chín chắn, làm trong công việc thì cũng rất là thông minh. Anh thấy bạn gái sao? Dạ, thấy bạn gái rất là xinh xắn, dễ thương. Một bên là thiết kế, một bên là IT, làm thấy là rất là hợp rồi. Em thì sao? Dạ, em đi với ba em cùng dạy trò với em ạ. Rồi dạ. Em chào anh chị Diệp, mẹ em thì chỉ giống như là tiếp của người phụ nữ gia đình. Tính chị thì khá là thẳng thắn. Anh mà về sau mà muốn đi sánh đôi mà lâu dài với chị em
thì em nghĩ là anh nên, khi mà đã nói ra cái gì thì phải lập luận chặt chẽ, tại vì chị em có thể phản bác rất là nhanh. Không, anh này anh chính kiến, tại vì kêu hít đất là anh hít mà. Nếu mà thường xuyên tập thể dục, tại chị em cũng thích tập thể dục lắm, được nữa thì đẩy mạnh về bên ngoại hình chút xíu nữa. Rồi đó, bạn em nhận xét. Chăm sóc bản thân xíu nữa ha. Em có phải là người đàn ông có gia đình không? Dạ, cũng có anh. Nếu mà có vợ thì em sẽ chăm lo cho gia đình nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Em biết làm việc nhà nữa. Để tôi hỏi bạn gái một câu nữa, tôi cho kéo màn lên nè. Có chịu hùng tiền mua nhà không? Dạ, cái đó em nghĩ là nên ạ, nên như vậy ạ. Có ý tưởng hùng là được rồi. Dạ. Kéo màn lên nói đi. Tóm lại là công việc, gia đình, công việc nào mà trụ cột là người đàn ông phải lo là chính. Đúng rồi. Người phụ nữ góp được cái gì góp không có bằng tinh thần cũng được. Chính xác. Đơn giản như vậy thôi. Rồi chúng ta kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Phải tốn tiền cho con uống sữa nhiều nhiều cho nó cao nha. Em chào anh. Cảm ơn quà tặng. Em cảm ơn anh. Lần đầu tiên gặp em thì anh cảm nhận em là một người như thế nào? Em là một người hiện đại, dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Em có cảm nhận như thế nào về anh? Dạ, em thấy anh 98 ạ. Hồi nãy giờ em đòi hỏi là cao 1m68, anh là mới có 1m65 mà. Đó là em đưa ra cái hình mẫu của mình thôi ạ. Ngoại hình thế này là ok rồi ạ. Dạ. Đâu đứng lên, xoay vòng cho bạn nữ coi đi. Dạ. Rồi, bạn này dễ dạy lắm. Được chưa chị? Được. Cuối tuần anh hay tự xách xe chạy đi vòng vòng chơi, ví dụ đi biển. Dạ. Hoặc là đi phượt gì với bạn bè. Em cũng thích đi biển mà lâu rồi em chưa có dịp đi. Vậy cuối tuần này mình đi đi. Dạ. Anh là quê ở Long Khánh, Đồng Nai luôn ạ. Anh ở Long Khánh, Đồng Nai. Dạ, em thì quê em ở Nghệ An. Em hiện tại đang làm việc sinh sống ở Biên Hòa, Đồng Nai. Thì nếu mà sau này mình có xác định đi xa hơn á, thì anh, một người ở Long Khánh, một người ở Biên Hòa, thì anh suy nghĩ như thế nào ạ? Không sao, em có nói gần mà, đâu sao đâu. Dạ. Anh gần đi tới đi lui được mà. Dạ. Hay là mình bất chấp hết, mình bấm nút đi em. Sao bất chấp hết? Dạ. Tình cảm vô trừ cái nút ra. Nếu mà sau chương trình này, tại vì chúng ta cũng đã có một cái duyên. Dạ. Thì anh sẽ trân trọng nó. Dạ. Anh sẽ tìm hiểu. Dạ. Và sẽ cùng em sắm bước trên con đường sau này. Dạ. Bạn gái? Thì em nghĩ khi đã lên đây thì thứ nhất là đã cho mình một cơ hội rồi, thì sẽ cho thêm người khác một cơ hội nữa để có thể là làm bạn, sau này có thể là tiến xa hơn. Dạ. Đã hết thời gian tìm hiểu, bây giờ là tới thời gian quyết định. Bấm nút sau 3 tiếng đếm. 2 3. Rồi, chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu nhau. Nắm tay nhau cách đi hai em. Hãy trải hết lòng mình đi các bạn. Chúng ta sẽ có thời gian đi xem phim, trò chuyện với nhau. Chúc hai bạn sẽ có một điều gì đó sớm sớm báo tin chúng tôi nha. Kể tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, trọn gói là 15 triệu đồng tại tất cả các hệ thống của áo cưới Island, nếu như hai bạn đồng ý kết hôn. Dạ, em xin cảm ơn chương trình. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Có nghĩa là em hơi nhiều chuyện. Em không giữ được bí mật. Khuyết điểm của em là chắc cũng giống bạn nữ, nói hơi nhiều. Nói hơi nhiều. Có nụ cười phải nắng. Hả? Bên kia nụ cười sao anh Linh? Nó cũng lúc nắng lúc mưa. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mình giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Chào chị Cát Tường, Quang Nguyễn Linh. Chào bạn trai bên kia. Em là Phạm Nguyễn Hoài Trang, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Long An. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Em làm ở đâu?
Dạ em làm khu công nghệ cao quận 9. Quận 9? Dạ. Em ở đâu? Dạ em ở Thủ Đức mà em làm quận 9. À vậy cũng gần ha. Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn gái và toàn bộ khán giả đang có trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Thanh Cường. Năm nay em 27 tuổi. Em làm nhân viên của một công ty bảo vệ. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu em? Dạ em là người Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu về ưu khuyết điểm đi. Rồi, bạn gái giới thiệu trước. Ưu điểm của em thì em mọi người mà tiếp xúc với em lần đầu tiên anh sẽ nói là cái giọng của em á hơi truyền cảm. Em là người thân thiện, dễ nói chuyện. Khuyết điểm của em á thì em hay nói. Cho nên nó sẽ có dẫn theo nhiều cái hệ lụy khác, ví dụ như em vui thì em nói rất nhiều. Khi mà ai đó mà kể cho em nghe một cái câu chuyện gì đó nó vui quá vậy, mày không được nói cho ai nghe nha, cái em vui quá vậy là em sẽ đi kể cho một người nào đó nghe. À có nghĩa là em hơi nhiều chuyện. Em không giữ được bí mật. Không giữ được bí mật. Dạ. Tiếp tục, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai. Dạ ưu điểm của em là sống tự lập được. Tại em hay đi công tác nên là những cái chuyện như nấu nướng, giặt giũ gì thì em tự làm được hết, biết quan tâm người khác. Còn khuyết điểm của em là chắc cũng giống bạn nữ, nói hơi nhiều. Nói hơi nhiều. Chết rồi, anh nói nhiều vậy anh có lắng nghe không? Em hết người biết lắng nghe tại vì em nói nhiều lắm. Yên tâm em ơi, thì em nói anh nghe, anh nói em nghe thôi chứ có gì đâu. Thì hai người cùng nói ai nghe được nghe. Bạn Cường, dạ. Bạn được bao nhiêu mối tình rồi? Em được 3. Mối tình nào mà sâu đậm nhất? Chắc gần đây, số 5 thì nó hơi dài rồi. Bao lâu rồi? 4-5 năm gì rồi anh. À, tức là quen. Chia tay 4-5 năm rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mối tình đó kéo dài bao lâu? 2 năm. Hai năm. Dạ. Tại sao lại chia tay? Lúc đó thời gian đó thì kinh tế gia đình em không có ổn định. Rồi bạn đó cũng vậy. Rồi bạn đó ở xa nữa. Bạn đó về quê là chia tay không lý do luôn. Chia tay không lý do. Tới phiên bạn gái, em trải qua mấy mối tình? Dạ trước giờ em trải qua một mối tình. Một mối tình. Dạ chia tay cũng lâu lắm rồi. Quen được bao lâu? Dạ em quen cũng được gần 5. Rồi lý do sao chia tay? Tại vì lúc đó em bận bộn bề á, nhiều thứ là em cảm thấy là không có thể tiến được nữa cho nên em chia tay. Rồi sau đó em không quen ai luôn. Bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Thì em bị ấn tượng bởi những anh mà mặc áo sơ mi trắng. Ồ. Có nụ cười tỏa nắng. Hả? À, bên kia nụ cười sao anh Linh? Nó cũng lúc nắng lúc mưa. Gì nữa? Anh thích lên cao cao. Cao khoảng mét mấy được? Cỡ mét 7 là được rồi anh. Tại vì em thích cao là khi mà đứng gần bạn á, em có cảm giác em nhỏ bé, em được che chở. Yên tâm đi em ơi, anh có vỏ mà anh bảo vệ được em mà, yên tâm. Nhỏ, dạ. Nhỏ cho chắc là thua. Đúng mấy rồi. Người cao mà anh. Bạn trai. Dạ. Mình muốn tìm mẫu người bạn gái hay sao? Em muốn tìm mẫu người bạn gái là biết quan tâm. Mẫu người bạn gái của gia đình. Sống đừng có vì bản thân mình quá mà cũng phải biết đến mọi thứ xung quanh, mọi người xung quanh. Là biết lễ phép với cha mẹ. Những cái điều đó anh tin chắc rằng phụ nữ nào có gia đình cũng đều làm được hết. Không dạ. Có lo. Quan trọng là em có thích ngoại hình như thế nào không thôi. Em thì chỉ thích bạn nữ da trắng. Da trắng hả? Và dạ. Thích da trắng là tóc tai làm sao? Tóc thì đừng có ngắn quá. Nói chung là ngang vai trở xuống là được. Tóc thề đó ha. Dạ. Để anh xem có da trắng tóc thề không? Chào anh gái. Hên xui. À, da cũng có trắng. Mà tóc không có dài. Tóc dài, có dài. Nhưng mà dài mới tới ót thôi. Được không? Dạ, dạ, được. Được. Có tóc là được anh. Có tóc sợ trọc đầu thôi đúng không? Đúng rồi. Em gái. Dạ. Em không thích gì ở người chồng tương lai của mình? Dạ, em không thích con trai mà lười biếng. Với là một cái nữa là anh có, anh bên kia có hút thuốc không ạ? Có không em? Hút à, thuốc. Em không hút thuốc, không uống rượu. Chắc không? Chắc anh, uống thì nhiều khi uống chai, chai chơi với bạn bè thôi chứ không có thích như đó. Uống nước chanh sinh tố không à? Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi không? Dạ. Chiều cao thì cũng có khoảng đó thôi, không cao mấy. Dạ. Nhưng mà anh dễ thương, anh sẽ bảo vệ cho em. Anh tin dạ. Chắc điều đó. Dạ. Rồi, đàn gái dễ thương. Bảo vệ là bảo vệ sao? Nãy giờ cứ nghe bảo vệ hoài. Thì hồi à. Tính. Có vỏ gì không mà đòi bảo vệ? Tôi minh chứng cho cách bảo vệ cho coi nè. Dạ. Tôi khoe chút xíu cho bạn đàn gái. Đâu, coi, coi nè. Nó nói bảo vệ nghe là thấy nhỏ con rồi đó. Tèn tê tèn tình tèn. Biết cái gì không? Huy chương. Ồ. Tay tay kinh đô hả? Ừ. Này huy chương vàng ha. Dạ vàng anh. Huy chương vàng. Nhưng mà cỡ nào? Cỡ huyện, cỡ xã, cỡ tỉnh? Dạ em đánh toàn quốc ở Hà Nội có một cái huy chương vàng toàn quốc. Ghê ghê ghê. Toàn quốc. Tặng bạn gái cầm chơi một chút cầm trả chơi lại em. Cầm chơi. Vậy là bảo vệ em được chưa? Được chưa? Dạ chào ghê chị. Ghê ha. Tướng nhỏ con mà võ dữ quá ha. Đó dạ. Giờ mình có một huy chương này thôi hả? Dạ nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Dạ. Ví dụ là huy chương gì nữa? Vàng, bạc, đồng có đủ hết chị. Là taekwondo thôi. Dạ taekwondo thôi.
Bây giờ thí dụ như cái tướng em vậy thì kiểu như cỡ anh Quyền Linh vậy là anh em mấy giây em mới hạ ván được anh Linh. Dạ. Nhìn kỹ nha, tướng nó ghê lắm à. Dạ chắc cho em 3 giây đi. Trời ơi, giỡn hoài ông, cái tướng nó bự là 3 giây. Dạ, quan trọng là mình phải biết đá ở chỗ nào để mà người ta xỉn. Quá dữ, thôi tôi về. Em 3 tiếng chưa chắc em hạ anh nằm xuống chưa? Em sợ anh chạy. Bởi vì em chuẩn bị anh đã nằm rồi. Thôi sợ quá, có 3 giây thôi, yên tâm ha. Bây giờ coi như rồi. Ngoài đường nguy hiểm, có bạn trai bảo vệ, yên tâm. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi, hôm nay em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em và ba anh trai mưa cũng một bạn đồng nghiệp. Rồi có anh trai mưa nè. À, chào cô. Dạ, xin chào cô. Chương trình. Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Hoài Trang. Theo hồi nãy giờ nhận xét thì thấy cháu bên đây cũng hiền, thấy cũng có nhiều cái điểm tương đồng với Trang. Thì nếu mà mình đến đây rồi thì cũng giống như mình đã có cái duyên với nhau. Thì thưa cô cũng muốn là hai đứa cho nhau cơ hội để rồi mình tìm hiểu nhau. Cô có yêu cầu gì bên nhà trai không cô? Cô thì không có yêu cầu gì. Cô chỉ muốn là nếu là rể nhà cô thì chỉ có sức khỏe nè, có đạo đức, biết lễ phép, kính trên nhường dưới là như đó là đủ rồi. Dạ. Cảm ơn bác. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị hai em gái, em rể với lại bạn thân. Rồi, wow, chị hai, cho gặp chị hai đi. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Quý vị khán giả trong khán phòng nè. Em là chị gái của Thanh Cường. Chị thấy em vô tương lai mình được không? Nhìn thấy thì cũng em gái bên đây cũng hiền, cũng dễ thương. Tính tình thì hai đứa cũng thấy là rất là có nhiều điểm tương đồng. Chị cũng mong là hai đứa cho nhau cơ hội để mình có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, kéo rào. Đừng có hạ bằng gái 3 giây nha. Đó. Anh có món quà? Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Anh ơi, em có một bó hoa tặng anh. À, cảm ơn. Dạ. Tại vì em thích trồng hoa cho nên là em mua hoa tặng anh. Hy vọng là cái này là cây hoa đầu tiên và sau này sẽ có nhiều cây hoa khác nữa. Giờ em mua tặng anh trồng. Dạ, cảm ơn nhiều. À, lần đầu tiên gặp em thì anh rung quá. Anh xin đi một vài quyền để cho em thấy là anh có đủ khả năng để bảo vệ. Dạ. Chừng lọt chưa? Rất chắc chắn, hơi gió không? Ôi dạ. Của chừng mình có chừng. Thôi. Sao em? Dạ. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Nói cho bạn trai nghe. Em cảm thấy cảm động. Cảm động. Tại vì bạn đã dành một cái bài võ đó tặng em. Em thấy anh em cảm nhận như thế nào vậy anh? Em cảm nhận anh là người chân thật, hiền. Anh thiệt thà lắm em. Vậy cảm nhận của em, của anh về lần gặp đầu tiên của em như thế nào? Cảm nhận thì em là rất là xinh, kiểu hoạt bát, lanh, giao tiếp rất là ok. Em có yêu cầu gì về cái chuyện hẹn hò hay là như thế nào không? Dạ không, em thì đơn giản một tuần là một lần cũng được anh. Dạ, nhưng mà lâu quá thì em sẽ chịu buồn. Em thích con trai hay con gái? Em thích con trai, con gái thì em thì thích, nhưng mà nếu mà em thích nhất thì em sẽ thích con trai. Tại sao lại thích con trai? Tại vì em thấy con trai hoạt bát, cũng giỏi nha, nhà thông minh. Em thích con trai hơn con gái. À. Con gái thì bánh bèo như em thấy em vô dụng vô tích sự. Là em bánh bèo dữ lắm hả? Dạ không dữ lắm đâu. Mỗi người một câu nữa thôi, nói cái cảm xúc thật sự trong lòng mình, bây giờ mình cảm thấy như thế nào? Mình đến đây làm cái duyên rồi. Thì anh nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Anh với em thì khoảng cách nó cũng không xa, nên là cái chuyện có thể đến với nhau hay không là do hai đứa có chân thành với nhau hay không. Tình cảm chân thành thì xuất phát từ trái tim, nên là nếu mà hồi trái tim nó đỏ là biết nó chân thành. Dạ. Rồi đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Bấm đi các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình nha. Một,
2 3 Hết thời gian. Hai bạn rất hợp lý với nhau đấy, nắm tay nhau đi các bạn. Ngay bây giờ, đúng giờ này, khắc này, trước bao nhiêu bàn dân thiên hạ và người nhà của mình, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau và có quyền gọi là hôn nhau. Mời bạn trai. Không nghe tóc nó không thấy được. Dán tóc dán em tóc lên. Lên. Dạ. Trời ơi, dễ thương chưa? Đây là chiếc vé xem phim của cơm rạp Cinebox 212 để chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Couple TX trên toàn quốc. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Dạ, cảm ơn. Một chiếc máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Chúc mừng các bạn. Cặp đôi rất là dễ thương thưa quý vị. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Em tên Nam Linh, ở Hồ Chí Minh. Tình trạng một mình không phải minh tinh như anh Quyền Linh. Nói gì thôi, vậy là có chưa có mối tình nào đó. Dạ thì chưa, thì là chưa. Trai còn y nguyên đó. Dạ đúng rồi, còn nguyên si. Hưởng tuần trăng mật tuyệt vời đinh bơ, dù biết mới chỉ là mơ, sẽ thành hiện thực chỉ chờ em thôi. Mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Đi em gái. Rồi. Liên liếc qua hàng rào ha. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em xin phép chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào anh đẹp trai bên kia. Sao biết ta đẹp trai? Thì em nghĩ chắc là đẹp trai. Liên trước. Em tên là Nguyễn Ngọc Quyên. Năm nay em mém 30 tuổi. Quê ở đâu em? Dạ, em sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên văn phòng cho công ty bất động sản. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả và người đẹp kế bên. Em tên Nam Linh, ở Hồ Chí Minh. Tình trạng một mình không phải minh tinh như anh Quyền Linh. Là marketing, vóc dáng trung bình, thích tập thể hình, còn về tính tình rất biết tu tỉnh, chuẩn không cần chỉnh. Tham gia chương trình mong lấy vợ xinh, có chút ngoại hình, không quá khó tính, làm ăn chân chính. Đúng ý gia đình, khán giả đồng tình. Xong luôn phần mình, xin chàng pháo tay. Trời ơi. Hôm nay hy vọng là được khán giả đồng tình ha. Dạ. Nhưng mà chị chưa nghe bạn trai nói nhiêu tuổi nha. Dạ em năm nay tròn 30 vậy. Bên đây 30, bên kia mém 30. Mém 30, dạ. Ưu điểm, khuyết điểm. Em là con người sống rất là nghiêm túc. Trước giờ chỉ biết làm ăn, rồi cày kiếm tiền. Không rồi. Có chơi bời. Cũng không có biết, nói chung là tứ độ tường á. Chỉ biết làm thôi. Dạ, chỉ biết làm thôi. Đó là ưu điểm. Dạ, ưu điểm. Khuyết điểm. Chưa được khéo léo. Không, không nói vậy tốt rồi, dạ. Vậy có duyên rồi. Chơi thể thao gì không? Đúng rồi, thể thao thì đó là cái sở thích của em. Cái đam mê luôn. Em chơi môn gì? Một tuần là em ít nhất là đá banh một buổi, đi tập gym. Và em cũng thích bơi, tại vì trước em từng là vận động viên bơi. Vậy là khỏe rồi. Dạ. Không, vậy là tốt rồi, có sức khỏe. Em quan điểm là thể thao nó cho mình vừa sức khỏe mà vừa cái dáng vóc dáng đẹp. Rồi, nó đi chuẩn. Rất là thích và cũng mong muốn bạn nữ cũng phải thích chơi thể thao. Rồi, để hỏi bạn nữ coi. Bạn nữ sao? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh, chia sẻ, biết nấu ăn. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì hơi nhăn. Hơi nhăn đó chị. Nhăn. Nhăn nhó, khó chịu á. Dạ đúng. Đôi lúc thì cũng có hơi khó tính tí xíu, hơi cằn nhằn. Rồi có giống bạn trai có chơi thể thao gì không? Em cũng sở thích, em là cũng thích bơi. Bơi. Thích đi du lịch.
Được rồi, hai người bơi chung được rồi đó. Tôi thấy em ngoại hình ngon lành, ok mà. Sao mình ế? Lúc trước em cũng có trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình trước thì em cách đây cũng là được hơn 2 năm rồi chị. Do thì xong hai người không có sự thấu hiểu, chia sẻ lẫn nhau. Bây giờ là muốn lấy chồng chưa? 30 rồi. Dạ cũng muốn rồi, muốn là ha. Bạn trai thì sao? Em tình trường sao em? Nói thật là cũng chưa có cái mối tình nào chính thức. Còn gặp gỡ hẹn hò rồi đi là có đúng không? Có nhiều lắm, chắc cũng có 20 cô rồi. Hả? 20 cô mà không có chọn được cô nào luôn. Dạ đúng rồi, chưa chọn được ai. Khó như vậy hả? Quen lâu nhất là bao lâu? Cô quen lâu nhất là khoảng 3 năm. Dữ vậy đó hả? 3 năm sao gọi là không phải mối tình được em? Có hôn nhau đó. Dạ chưa. Có chưa? Dạ chưa. Mới chuẩn bị nắm tay thôi thì cũng có định nắm tay nhưng mà cái cô kia lại không đồng ý. Chịu mới có nắm tay mà cô kia chưa chịu luôn. Dạ chưa chịu luôn. Dạ. Trời đất ơi. Nói gì thôi vậy là có chưa có mối tình nào đó. Dạ thì chưa thì chưa. Trai còn y nguyên đó. Dạ đúng rồi, còn nguyên si. Nguyên si rồi có biết làm gì không trời? Dạ thật sự còn nguyên si vậy. Có biết hung không? Dạ ngày nào cũng hung mẹ biết hung chắc chắn rồi. Hung trong tình yêu nó khác. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào nói chị nghe thử coi. Em có làm cái bài thơ. À rồi, đọc để, luôn. Để em xin phép đọc từ trong đó. Em có dạ. Bắt đầu. Dạ. Hôm nay tôi đi hẹn hò, trong lòng háo hức cũng lo rất nhiều. Hiện giờ chưa có người yêu, làm sao thổ lộ bấy nhiêu nỗi niềm. Đành chờ tiếng gọi con tim, hòa cùng nhịp đập sẽ tìm thấy nhau. Bao năm sống trong âu sầu, bao năm mong đợi nàng dâu thảo hiền. Cũng vì chưa có cái duyên, gặp người như ý hàn huyên chuyện đời. Bên nhau những chuyến vui chơi, hưởng tuần trăng mật tuyệt vời vin bơ. Dù biết mới chỉ là mơ, sẽ thành hiện thực chỉ chờ em thôi. Tim anh hồi hộp lắm rồi, chờ được gặp mặt đứng ngồi không yên. Cố gắng không bị ngã nghiêng, để gặp cô gái như tiên giáng trần. Công dung ngôn hạnh tảo tần, thông minh hiểu biết cũng cần chút thôi. Thể thao cũng nên biết chơi, hiền diệu hiếu thảo vâng lời mẹ cha. Càng ít la cà quán ba, thâu đêm suốt sáng lơ là chồng con. Còn chuyện làm đẹp phấn son, anh rất thoải mái miễn còn tiền tiêu. Còn anh hứa sẽ cưng chiều, quan tâm chăm sóc, thương yêu mỗi ngày. Sẽ không cờ bạc rượu say, chỉ lo tu tỉnh ăn chay ở nhà. Không phải giám đốc đại gia, cũng chẳng xế hộp villa nhà lầu. Nhưng em chớ có lo âu, bù lại anh cũng rất ngầu đó nha. Và anh cũng biết lo xa, trụ cột vững chắc cho gia đình mình. Sẽ luôn lãng mạn chung tình, giữ cho mái ấm yên bình về sau. Tâm đầu ý hợp bên nhau, chẳng ngại gian khổ thương đau trên đời. Có lẽ bấy nhiêu đủ rồi, để dành tâm sự khi ngồi bên em. Giờ anh chỉ đợi tấm rèm kéo lên để thấy dáng em thiên thần. Được. Một sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Tôi đồng ý rồi đó, bài thơ rất là hay. Gieo vần đồ dữ ha. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào, chị qua chị coi liền luôn. Chị đang sung lắm rồi, muốn qua coi. Người em cần là cao trên 1m70. Có. Ngoại hình thì cũng ưng nhìn tí xíu. Trời cười ghê vậy. Được, cười tươi. À, không hói. Người đàn ông giống như anh Quyền Linh á. Cái tính cách đó chị. Tôi hơi xúc động ha, đổ mồ hôi trán quá trời ha. Tính cách giống anh nó vui vẻ đó. Trán hơi cao chút thôi chứ không có hói. Và là người có ý chí cầu tiến. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Gia trưởng, anh có hút thuốc không anh? À không biết hút thuốc. Anh có em gái mưa hay là chị gái nắng không? Em nuôi rồi đó có không? Không, nhà có hai anh em trai. Không có. Anh này thiệt tình lắm, em nói bóng nói gió anh không hiểu luôn. Có thể là không có. Hồi nãy em chưa có nghe rõ tên của anh. Tên gì ở đâu? Tên Linh. Linh. Ở đâu? Dạ, ở Hồ Chí Minh. Anh ơi, anh ở quận mấy à? À, quận 10 em. Dạ. Bây giờ được thì chừng nào tiến tới hôn nhân? Chắc phải vài tháng. Không thể tìm hiểu coi có thực sự khớp không. Có làm dâu không? Cái đó thì em rất là tôn trọng bạn gái. Ví dụ như mình thỏa thuận nhau, mình có sống chung với gia đình không. Đôi bên cũng 30 rồi. Hạ bớt tiêu chuẩn mình xuống một xíu ha. Anh Linh em nhớ quận mấy không? Dạ, quận 10. Đúng rồi. Anh Linh đang ở quận 10. Dạ. Đẹp trai, dễ mến, hay cười bạn ơi. Bạn thích thì rủ đi chơi, không thích thì rủ đi bơi, cũng đỡ buồn. Có ghen không? Có anh, là phụ nữ ai cũng phải ghen. Ghen anh là em làm marketing á, tổ chức sự kiện. Gặp với nhiều PC, bạn nữ đẹp nữa.
Không biết bạn có thấy khó chịu hay là cái gì không? Cái đó là do cái môi trường của mình làm việc. Khi anh ngồi trong phòng là bạn gái đẹp không ngồi trống á. Quan trọng là mình có lập trường của mình nó phải vững. Đúng rồi. Bên đàn gái cũng dễ thương đó em. Dạ. Dễ thương bên đây cũng dễ mến nữa. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với bạn thân của em và sếp của em. Có sếp của em bạn thân rồi cho gặp bên nhà gái. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào bạn trai bên đây và chào quý khán giả trong trường quay. Em thấy bạn trai bên đây thì cũng có những cái cũng hiền nè, cũng vui tính và có đặc biệt là chắc là hợp với Quyên là Quyên không thích tứ đổ tường. Cái tính cách nó tương đồng nhưng mà mình cũng cần cái thời gian á để cho mình biết hơn về cái hoàn cảnh gia đình của nhau. Cảm ơn em. Linh đi với ai vậy? Dạ em đi với người quan trọng nhất cuộc đời em bây giờ. Dạ, mẹ. Là mẹ em. Dạ đúng rồi. À, chào cô. Chào Cát Tường với Quyền Linh, chào dạ, con. Chào, chào quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nam Linh. Chính tôi rất yêu quý cái chương trình này. Chính tôi là cái người động viên em đăng ký chương trình này. Phải nói là Linh là xếp vào cái diện thanh niên nghiêm túc á. Nhưng mà có một điều là hơi kiểu như nói ăn nói năng thì cũng không được khéo léo lắm. Còn về bạn gái bên đây ấy thì thấy là nhìn bên ngoài thì thấy cũng dễ thương, hiền lành. Chương trình đã sắp xếp như thế thì cho các con đến đây rồi thì cô nghĩ rằng là cũng đã tìm thấy những cái điểm tương đồng của các con rồi. Thì các con cứ nên cho nhau cái cơ hội để nếu mà có duyên thì cô sẽ làm tròn bổn phận của mẹ. Dạ. Rất là cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô. Hay quá. Thôi cô ơi, hôm nay mà được cái là mai mốt cô, con chờ cô đăng ký chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu nha cô. Dạ. Mở rào. Không gian này luôn của các bạn đó. Em chào anh. Chào em. Xin phép. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà anh tặng. Thôi okay. Dạ, cảm ơn. Anh có ấn tượng gì với em không ạ? Anh mới thấy cao. Đâu, hai bạn đứng lên sát gần nhau coi xứng đôi không? Để cho bạn. Cao. Đó, được không? Không, một bạn cũng thấp thôi. Tay em mang vàng hay cao? Thôi okay. Thế em cũng hiền. Dạ. Nhưng mà cùng dung cùng hạnh là có đó. Cũng đẹp và cũng biết cách ăn mặc. Em cảm ơn anh ạ. À. Thế còn em nghĩ gì anh? Thì cách nói chuyện của anh thì cũng là gần gũi, thân thiện với lại cũng chân thật. Anh có thích đi du lịch nước ngoài không ạ? À có. Dạ. Vậy là em với anh cũng có chung quan điểm. Kế hoạch mình hẹn hò sao? Bao lâu thì mình đi chơi, mình hẹn hò ở đâu? Rồi bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Thì cái việc mà tiến tới hôn nhân thì em chia sẻ thì mình còn phải có thời gian mình tìm hiểu và mình cũng phải cái bước đầu này thì ví dụ như là mình đã gặp nhau vậy rồi thì cũng là một cái duyên, ví dụ duyên anh cũng sẽ trân trọng cái duyên này. Dạ. Bây giờ mỗi người nói một câu gì đó, mình đang suy nghĩ điều gì trong đầu về đối phương. Nói chung anh chuẩn bị nói nhiều lắm mà không biết sao lên đây cũng quên hết trơn rồi. Thì anh chỉ nói em cứ làm theo tiếng gọi của con tim mình và cả lý trí nữa. Em thấy nếu anh là phù hợp thì em bấm nút, còn không cần phải mình phải lịch sự hay là gì hết á. Dạ. Thì đây là tình yêu thì mình không thể miễn cưỡng được, thích thì phải bấm đó. Thì anh chỉ nói vậy thôi, còn anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội. Bạn trai nói rất đúng, bấm vì tiếng gọi của con tim chứ không cần vì lịch sự. Thích thì mới bấm nhé, bấm nút là chính thức hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Chỉ bấm khi thật sự trái tim ta rung động. Suy nghĩ thật kỹ nha. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Đây. Hợp đôi ghê lắm, tay với bạn, tay đi. Đó. Linh với Quyên hả? Linh Quyên dễ thương quá. Đời em nói gì? Xin gửi những lời tri ân ông Tơ bà Nguyệt bao lần xe duyên, chân thành với những lời khuyên, bao cặp trai gái nên duyên vợ chồng. Cảm ơn khán giả hết lòng, nhiệt tình cổ vũ cả trong lẫn ngoài. Cuối cùng xin gửi ngàn like tới ban biên tập miệt mài hăng say, để tôi có những phút giây thực sự cảm xúc ngất ngây trong đời. Xin thật. Rất chân thành và lãng mạn. Bây giờ một nụ hôn đi nào. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax.
Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Thêm một chiếc máy nước nóng hiệu Centong gửi tặng hai bạn với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Như vậy là ngày hôm nay chúng tôi đã kết nối cho hai cặp đôi quý vị. Họ cũng đã bấm nút hẹn hò. Nếu như có duyên, họ sẽ đến gửi thiệp cưới chúng tôi và chúng tôi rất mong điều đó. Cảm ơn nhãn hàng UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV và khung giờ quen thuộc trên HTV7, đó chính là 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần quý vị nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nhiều nhưng mà nhược điểm thì như là hơi nhiều rồi đấy, còn hơi nhất chưa mở được. Em cũng có tính hậu đại quá. Chia tay là do em cũng có tính hay quên, hôm đó là quên sinh nhật của bạn gái. Quên có một lần hả? Dạ quên nhiều lần. Em là người rất là mê cây đẹp, nhưng càng đẹp trai càng tốt, cửa anh hứa Nguyễn Văn còn là về chưa hứa được đâu. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.